Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog, Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay lại có cọp để review và bán cho anh em đây. Kawasaki Z900, một chiếc xe huyền thoại mà Quan Văn Trường cầm từ 328 triệu chọc một phát xuống còn 238 triệu mấy trăm đây. Đấy, 1.404 cây. Xe mua tháng 1 năm 2024, đăng ký lần đầu vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Chủ xe mua lúc mà ngày 14 tháng 1, 2 ngày sau là chị bấm biển. Đấy, 31368. Đấy, các bạn thấy không? Này, con bồ mới tinh luôn. AK Racing Line cho MT09. Đấy, cho MT09. Họng này là họng to nha anh em. Con Racing Line cho R3 MT03 ấy, thì họng nó là họng 52. Con này của nó là 54 hay 55 này. Đấy, phải lắp một cái chuyển xuống này. Đấy, chuyển xuống để chuyển vào cái cổ bô 51. Cổ này cổ titan. Ok, hôm nay mình sẽ review và bán cho anh em. Ui, cái này là bảo vệ lắp thêm này, bảo vệ các chân này, rất nhiều đồ lắp thêm. Giá mình bán là hơn 200 triệu. Thì ok, chúng ta cùng đi xem review xem là chiếc xe này bán 200 mấy chục triệu nhá. Đấy, đây, anh em nhìn đĩa sau mà sau à, còn mới tinh luôn. Xe này thì về ô đô này, về máy này, về tai nạn đâm đụng này, bao hết cho anh em, bao check cho anh em ở Kawasaki Makoto, Kawasaki Long Biên hay là bất kỳ gara nào do anh em chỉ định, bất kỳ thợ nào anh em đến xe. Nhưng mà khuyến cáo anh em nên ưu tiên check ở Kawasaki Long Biên, à Makoto, sorry anh em, vì chiếc xe này mua ở Makoto ngày 14 tháng 1. Đấy, vẫn còn đầy đủ thông tin rõ ràng luôn. Và check ở Makoto thì nó hiện hết ra luôn cho anh em thông tin luôn. Đấy, thì anh em mang lên hãng từ ô đô đến máy đến các thứ, mình lôi lên đấy check. Còn những bạn nào bảo là xe này thế này thế kia, các thứ thế này thế kia, ok, xin vui lòng bỏ qua video này. Đây, video dành cho những anh em mua xe siêu lướt anh em nhé. Đời 2023, 2024 bản đời mới á, nó khác nhau cái đề mi này. Đầu tiên cái đề mi này, em mới tắt cho anh cái máy ấy, mở lên cho anh cả. Đấy, chờ mình tí đó, ô tô đi qua đã. Đấy, mở cho anh cả. Rồi, đời cũ nó không có nha anh em. Đời cũ không có, cái pha đèn nó khác. Đấy, và thêm nữa quả đồng hồ này, đồng hồ LED. Đấy, giống như con ZX25R bản đời 2022, 2023 phân biệt với nhau nha. Hai chìa đầy đủ nha anh em. Xe dán ni lông nguyên xe rồi, 1.404 cây. Ok, hôm nay chúng ta cùng bắt đầu đi vào review xem. Cùng đi tìm mic nào. Đầu tiên ấy thì chủ xe mua thì mình tâm sự thật luôn là anh ấy mua là 265 triệu, 264 hay 265 triệu vào tên chính chủ. Chiếc xe này mua ở hãng lúc đấy là 238 triệu mấy trăm. Đấy, 238 triệu mấy trăm. Và con này là khi mà mua là lúc nó đang được giảm giá nha anh em. Đấy, thì nó còn 238 triệu mấy trăm cả đăng ký các thứ ra tên nữa là vào thành 264 265 triệu. Đấy, và tiếp theo nữa là anh ấy lên rất là nhiều đồ, thì hôm nay mình sẽ review đống đồ chơi. Và cái giá mình bán là hơn 200 triệu, 2x triệu, thì nó chính xác là 245 triệu. Bao rút hồ sơ cho anh em, chính chủ mà. Đấy, xe của vợ chồng anh khách quen chính chủ, mua về nhưng không vần được nên là thôi lại về với review 500. Đấy, thì đây là chiếc xe mà biển nó rất là tươi. Nếu anh em nào đang sống, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nếu anh em ở tỉnh khác ấy, hộ khẩu tỉnh khác, sinh sống làm việc Hà Nội, hoặc ngay cả như anh em Hà Nội luôn, muốn giữ lại con biển 31368 này, đủ cặp luôn nhá, 1368 tiến đều luôn. Và con này sinh ra là tài, sinh tài lộc phát. Đấy, anh em nào muốn giữ lại cái biển này thì anh chị chủ xe vẫn ủy quyền cho anh em, làm ủy quyền 20 năm cho anh em. Còn nếu anh em nào muốn sang tên rút hồ sơ thì nó rất là đơn giản thôi. Chính chủ mà anh em, ký ở văn phòng công chứng cái là lên công an giao thông quận cái là rút hồ sơ phát là xong luôn. Đấy, xe này thì 2024 nha anh em, đăng ký lần đầu vào tháng 16 tháng 1 năm 2024. Đấy, mình bán với giá là 245 triệu. Bao sang tên ủy quyền cho anh em, bao rút hồ sơ cho các bạn. Cái này là bên người mua người ta sẽ người bán người ta sẽ hỗ trợ cho anh em luôn. Đấy, xe thì bản là màu xanh xám. Mà như mình được biết là Kawasaki Long Biên là hết Z900 rồi, hết Z900 để bán rồi. Còn nếu anh em nào mua thì lên mua mới đập thùng thì ra Kawasaki Makoto xem còn không.
Đấy, xe dán ly lông nhá, mua về là anh chị dán hết ly lông nguyên xe luôn. Đấy, tất cả cái dán này anh em thấy không, một chiếc xe mới mà. Đấy, nguyên xe luôn. Đấy, ô đô này 1.404 cây. Xe thì nó khác với bản đời cũ khá nhiều, từ là những cái nút bấm công nghệ công tắc này, với cả thêm nữa là cái hệ thống đồng hồ này, thêm nữa là cái đèn pha, với cả cái body này thì nó vuông thành sắc cạnh hơn so với con Z900 đời cũ một tí. Còn đâu mình thấy là vẫn giống nhau, từ khung sườn, vành bánh, lốp này anh em này, còn chỉ đỏ còn nguyên luôn. Đây, ông này chưa một đi tour nào, chưa ôm cua phát nào đây. Đấy, còn vân giữa này chưa có độ mòn luôn các bạn ơi. Đấy, vân giữa chưa có độ mòn. Thì xe này thì 1.400 cây nên là anh em không bàn về chất lượng xe nữa, xe hãng như nào thì xe này như vậy, thế thôi. Đấy, đồ chơi lên xe này, một cây AK Racing Line hàng chính hãng, như tem tem này là gọi là tem tự hủy đấy anh em, tem nhôm tự hủy AK Racing Line. Con này là con mã chuẩn cho bản MT09 và XFR900. Đấy, họng này của nó là họng 54, họng của MT03 thì là họng 52. Đấy, con cổ bô này full bộ cổ titan, full bộ cổ titan từ đầu đến cuối, 42V1. Đấy, cái này là anh ấy đi, nhà anh ấy ở dưới Chương Mỹ nên là đường nó đất bụi này, cái này rửa bằng xăng cái vệ sinh lại sạch bóng luôn. Đấy, sạch bóng mếp luôn. Thì con này xe thì chắc chắn rồi, cam kết anh em là máy zin, xe chưa động chạm một tí gì từ con ốc, con điếc các thứ, ốc tăng xích chưa tăng này, ốc đĩa, ốc điếc zin hết luôn. Đấy, trừ con ốc này thôi nhá. Đấy, ốc này là anh ấy thay là bộ ốp máy GP Racing này, bộ bảo vệ ốp máy GP Racing. Đấy, bộ bảo vệ ốp máy GP Racing hai bên, kèm với thêm là anh ấy lên thêm mấy cái linh tinh lặt vặt là như này, bảo vệ tay lái carbon đều, sơn nhúng carbon. Cái này anh em mà thích lắp thì lắp, không lắp thì hủy. Đấy, tiếp theo nữa là dán chống xước bình xăng. Cái này mình nghĩ là hãng tặng thôi, cái này mình nghĩ là hãng tặng. Đấy, đĩa xanh phanh sau rồi còn nguyên luôn, chưa dùng đến phanh sau luôn anh em. Đấy, đĩa phanh sau còn nguyên luôn, chưa dùng đến phanh sau. À, gì nữa không nhở, bảy ốc bảy nâng này, ốc bảy nâng này, chống đổ thân xe này. Đấy, hết rồi. Xe nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà anh em mua chiếc xe này ấy, thì đỡ đi được rất rất nhiều tiền. Các bạn đỡ đi được khoảng tầm 40-50 triệu nếu anh em mà yêu thích cái xe mà đã lên độ sẵn bô. Đấy, đây các bạn nhìn thấy không, cổ sẵn rồi, bô sẵn rồi. Anh em mà không thích cái bô Racing Line này thì bán lại cho bên mình hoặc bên Tuấn bán lại luôn được. Anh em có thể đổi những cái bô khác như AKHP này, AK đùi gà này, rồi là những lon ngắn, hoặc là những con AR Austin, hay là những con SC ngắn, hàng real, hàng copy các thứ, tùy lựa chọn anh em. Còn tất cả những đồ mà cơ bản là anh chị đã lên rồi, che két nước này, chống bảo vệ máy này, chống đổ này, còn cái gì nữa không? Còn nếu anh em mà thích lên đèn trợ sáng thì lên. Đây, mình Tiến ơi, xong rồi, dắt xe về thôi. B23 Bùa Hỏa, anh em xem xe trực tiếp tại B23 Bùa Hỏa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hoặc là anh em liên hệ Zalo 0942 79 5678, 0842 79 1363. Các bạn khi mà liên hệ xong, anh em chốt xong, các bạn muốn check ở hãng, check ở gara hay check ở thợ nào, anh em cứ đến thôi. Đấy, thì cứ báo mình là bên mình mang xe đến. Đây này các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không, quả cổ này, cổ zin ấy, mới tinh luôn, chắc là đi được mấy trăm cây là anh chị độ. Con này chắc đi được khoảng tầm 300 cây là hả? Chạy từ đấy về đây, chạy từ Mac Moto về đây để độ luôn. Đấy, đấy, chạy từ Kawasaki Mac Moto về là độ bô luôn nhá, tức là nó khoảng tầm 11-12 cây thôi, đấy là độ bô luôn. Đấy, đây bộ còn nguyên đây, nguyên bịch luôn, không thiếu cái gì. Đấy, ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Con này là cái gì đấy, Oppo à? À đâu, đuôi đấy chứ. Sao đây lại còn có một cái ốp nhựa đuôi là gì nữa em? Đó là cái miếng ở đây này, tháo ra rồi. À, cái miếng to to cái đúng không? To đấy, xấu xấu đây. Tháo ra rồi. À, miếng to to nó xấu xấu ở đây, ở zin nó có một miếng đây, tháo ra. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn.